Tổng thống Mỹ Barack Obama hối thúc các nhà lãnh đạo trên thế giới chứng tỏ bản lĩnh tại hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Paris. Ông Obama phát biểu ngày 30 tháng 11 rằng những nỗ lực của họ sẽ được đo lường bằng sự đau khổ mà họ giúp ngăn chặn được và một hành tinh được bảo tồn. Tổng thống Mỹ nói cả thế giới đều cảm thấy sự cấp bách là phải kiềm chế lượng phát thải nhiên liệu hóa thạch và hạn chế tình trạng gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Nhà lãnh đạo của Mỹ nói ông nhìn thấy những tác động đầu tiên của tình trạng biến đổi khí hậu gây ra ở Alaska, nơi mà những dòng sông băng đang tan chảy, đường bờ biển đang bị xói mòn và những ngôi làng ngập trong nước biển. Ông Obama nói nhiệm vụ của chức nhà lãnh đạo ở Paris là biến các thành tựu đã đạt được về vấn đề biến đổi khí hậu thành một khuôn khổ lâu dài cho sự tiến bộ của loài người.